Vâng, táo xe cỏ xin được chào quý vị và các bạn. Năm nay thì nói thật với các bạn, được anh Hoàng là giao thêm cho cái trọng trách là chia sẻ thêm những cái kỹ năng lái xe an toàn. Đấy, thì hôm nay thì nhân cái chương trình ngày hôm nay thì mình cũng xin phép được chia sẻ với quý vị và các bạn một trong những các cái kinh nghiệm hay là những cái cách thôi để thoát khỏi cái nỗi sợ hãi cho những người mới tốt nghiệp trường lái mà ra lại cầm lái vô lăng, bớt run, bớt sợ, tự tin cầm lái đi trên đường luôn, kể cả cao tốc, đô thị, đường nông thôn, tiến lùi nhoang nhoang. Thì sau đây thì Hùng xin phép được bắt đầu ạ. Ở đây thì chúng ta có một chiếc HRV. Rồi, để mình bấm mấy cái gâu này lên cho nó thu được các góc nhá. Rồi, máy móc sẵn sàng. Vâng, thưa các bạn, có lẽ là trong cái chương trình lần trước ấy, khi mà anh Hoàng tra khảo về các cái vấn đề về ô tô và giao thông ấy, thì mình đã có chia sẻ rồi. Điều đầu tiên là các bạn phải chỉnh ghế, chỉnh vô lăng, chỉnh gương, có tầm nhìn vân vân. Thì các bạn có thể tìm lại ngay trên góc màn hình mà chúng tôi có để cái link ở trên đấy. Các bạn có thể xem rất là chi tiết. Cái điều đầu tiên ấy, giúp cho bạn tự tin là phải có một cái tư thế lái xe an toàn đã. Đó. Và có lẽ là theo kinh nghiệm của mình, chính mình cũng đã hướng dẫn một số khá nhiều người thân, rồi người trong gia đình lái xe, thì có một cái kinh nghiệm xin được chia sẻ như thế này. Có lẽ là với tất cả những người mà mới lái hoặc mới tốt nghiệp trường lái ra, cái điều đầu tiên là mình rất sợ. Điều đầu tiên là sợ lái xe, sợ tất cả những cái gì nó thuộc về trên xe, cái vô lăng, nhất là cái vị trí ngồi lái đây này. Thì điều đầu tiên chúng ta sẽ phải làm quen lại với cái bàn đạp phanh và cái bàn đạp ga, cái cảm nhận. Bởi vì mỗi cái xe nó sẽ có cái cảm nhận khác nhau về cái mức độ chân ga, mức độ phanh. Xin chen vào một chút, đây là mẫu xe mà lái số tự động, cho nên mình trong cái khuôn khổ chương trình này thì mình cũng chỉ hướng dẫn về số tự động mà thôi. Đây, điều đầu tiên các bạn có thể ngồi một cách cực kỳ thoải mái nhé. Phải thả lỏng cơ thể, phải như đi ăn tiệc ấy. Phải đi như đi dạ hội luôn. Lái xe nó cũng là một nghệ thuật, càng mềm người lái càng hay, càng dẻo lái càng chính xác. Đó, và điều đầu tiên này các bạn có thể quan sát này, chân nhá. Chân là chúng ta nên điều chỉnh chân phanh và chân ga bằng gót chân. Trong chương trình trước mình đã chia sẻ rồi. Và chúng ta tăng dần mức độ bàn đạp ga. Đấy, vòng tua tăng dần. Đấy, các bạn có thể thấy tăng này. 3 4 5 6 7 8. Đấy. Thì ở chế độ không tải thì nó chỉ cho đến 3.000 để nó... Đây là vấn đề an toàn. Đấy, các bạn thoải mái đạp. Đó. Tăng dần nhé. Tăng dần để cảm được cái chân ga và cái tiếng động cơ ạ. Đấy, chúng ta sẽ tăng dần đều. Rất quan trọng ạ. Sau đó, chúng ta có thể làm quen tiếp bằng cách đạp búm búm. Đấy, các bạn có thể đạp ra sâu. Không sợ hỏng đâu. Các bạn yên tâm là không sợ hỏng đâu. Không sợ hỏng xe đâu, không sợ hỏng động cơ đâu nhé. Vâng. Đấy. Rồi. Vâng, và tiếp theo chuyển sang bàn đạp phanh ạ. Đây, bàn đạp phanh nhé các bạn, bàn đạp phanh này. Chúng ta cứ đạp nhẹ như thế này. Đạp từ từ. Nên nhớ là chuyển bằng gót nha các bạn. Đạp từ từ để cảm được. Đấy, chúng ta phải cảm được. Rồi. Sau đấy chúng ta sẽ tập đạp mạnh. Đấy, đạp mạnh xem nó như thế nào. Đạp mạnh cũng là cái cách để chúng ta xem được có một cái tư thế lái xe tốt chưa, có cái điểm tì đạp phanh tốt chưa. Vâng, cái thời gian luyện tập này cũng rất quan trọng. Sau đây chúng ta sẽ tập nhịp đều giữa ga này. Đấy, chúng ta hãy hình dung, chúng ta có thể phối hợp bằng âm thanh, giả dụ đang lái tăng tốc đấy, phanh đấy, rồi lại nhả lên ạ, từ từ đó. Tất cả là luyện tập tĩnh nha các bạn. Đấy, đạp nhẹ thôi, lúc đầu có thể tăng đều, đạp nhẹ. Rồi sau đấy chúng ta sẽ ga phanh ga. Đấy, chúng ta sẽ nhịp những cái nhịp như thế này để tránh nhầm lẫn giữa cái việc chân ga và chân phanh. Thì cái thời gian luyện tập này cũng rất quan trọng. Chúng ta có thể ga phanh. Đấy, đây là một cái cách rèn luyện phản xạ và rất là an toàn, đúng chưa? Rồi sau khi chúng ta có được cái cảm nhận về bàn đạp chân phanh và bàn đạp chân ga thì chúng ta sẽ nên làm quen với cái vô lăng. Tư thế cầm vô lăng thì các bạn có thể xem cái link trên góc màn hình, thì trong video trước tôi cũng đã chia sẻ rồi. Đấy, thì có thể đánh. Những cái bài này thực ra nó cũng rất là cơ bản thôi. Đấy. Trong trường lái cũng dạy rồi, nhưng mỗi chiếc xe thì chúng ta cũng phải nên làm quen. Đó.
Và bây giờ có lẽ là đến cái phần quan trọng nhất là cái phần chuyển động của xe. Làm thế nào để có được sự tự tin đấy? Điều đầu tiên, xin các bạn mỗi khi thực hành chúng ta hãy nhớ thắt dây an toàn. Và đương nhiên rồi, các khu vực luyện tập chúng ta phải tìm các cái khu vực an toàn, không có người qua lại, các cái khoảng trống, khoảng không gian đủ rộng. Đó, và các bạn cũng có thể dùng các cái coi. Các cái coi chúng tôi đã xếp ra kia rồi, nó cũng rất rẻ trên thị trường. Và bài đầu tiên xin phép được chia sẻ trong cái phần chuyển động này là như thế này. Đầu tiên chúng ta sẽ vẫn là thực hiện lại cái cảm đối với bàn đạp phanh và bàn đạp ga, nhưng mà là xe chuyển động. Ngay bây giờ mình sẽ thực hành luôn. Rồi, tư thế lái và cần số vị trí D. Đấy. Với cái mẫu xe HRV này thì nó khá hay là khi mà chúng ta thắt dây an toàn rồi, cài số, đạp thì phanh nó sẽ tự nhả. Thì để mình quay cái xe vào đúng cái xa hình mà mình xếp. Chúng ta nên có những cái cọc tiêu để thực hành. Và cũng nên có một người ngồi bên cạnh ở cái ghế phụ này, có kinh nghiệm để hướng dẫn. Thông thường mình sẽ ngồi bên này và người mời lái sẽ ngồi bên này, mình sẽ hướng dẫn. Và xe thì nên là có phanh tay ở bên này thì là an toàn nhất. Phanh tay bằng cơ, phanh tay điện tử không quan trọng, miễn là có. Bởi vì đây, các bạn có thể thấy này, đang đi đạp đấy, nó vẫn dần bình thường. Các bạn cũng xin dưa là đừng không hỏng đâu, nó không hỏng được. Thiết kế ra để dùng, thậm chí tôi có thể đạp đây, đạp cho các bạn thấy luôn này. Để cái phanh tay điện tử, ví dụ mình đang đạp đến là 40 phanh. Đó, nó như cái phanh cơ dừng lại luôn. Không sợ nha các bạn. Các chức năng của xe thiết kế ra để dùng, họ đã tính toán rồi. Đấy. Rồi, quay trở lại chủ đề chính. Đấy, khi cái phanh tay điện tử kéo lên thì phải hệ thống phanh tay cũng tự giật số để đề. Ở cái xe này thiết kế cũng hay đấy nhỉ, nay mới để ý. Rồi, bây giờ bài học đầu tiên nhé, là chúng ta sẽ đi chậm này. Với xe số tự động thì nếu như để ở chế độ bò thì chúng ta nên đặt bàn đạp, cái bàn chân điều khiển ấy, chân phải lên bàn đạp phanh ở cái chế độ già. Bởi vì xe số tự động nó sẽ bò đâu đó 10-15 cây gì đó, tùy theo cái độ dốc, tùy theo điều kiện mặt đường. Đấy, chúng ta sẽ già phanh nhẹ này. Đấy, chúng ta sẽ kiểm tra cái chế độ gọi là bò của cái hộp số tự động. Đây ạ. Đấy, phanh nhẹ thôi để cảm được. Đấy, để cảm được cái bàn đạp đã. Rồi, sau đấy để bò tiếp. Cứ để bò đi. Chưa vội tăng ga vội, để bò đi. Đạp bộp cái xem như thế nào. À, hóa ra là thế. Tất cả những cái người mới lái mà đã nhờ mình hướng dẫn thì gọi là training ấy, gọi là hỗ trợ một chút thôi, thì mình đều thực hiện như thế này. Đây, bò bò đi. Họ rất sợ những cái cảm giác như là đạp đột ngột này, rồi là chuyển hướng đột ngột này, rồi là tăng tốc nhanh này, phanh này. Đấy, quá nhiều mà. Mới lái thì bao giờ cũng vậy, nhưng không có vấn đề gì cả. Mình sẽ phải luyện tập. Rồi, lại bò tiếp này, lại đạp ra để cảm này. Đấy, đạp ra để phanh dần. Rồi, tiếp theo lại thực hiện lại tiếp. Đấy, cho tăng tốc lên đi. À đây, không không, vẫn bò. Đấy, đạp bụp phát. Khó sợ không ạ? Khi tất cả chúng ta ngồi, chúng ta đã có một cái tư thế tốt rồi thì yên tâm luôn, không có cảm giác sợ hãi. Đặc biệt là hãy thắt dây an toàn nhé. Và ở sau khi có được cái cảm nhận ở cái tốc độ rất là thấp rồi, chúng ta sẽ làm quen với bàn đạp ga. Bàn đạp ga cũng giống như bài tập tĩnh thôi, thì chúng ta sẽ tăng ga dần đều lên ạ. Đây, chúng ta sẽ tăng dần, tăng dần, tăng dần lên ạ. Tăng dần lên, đấy, tăng dần lên 20. Thế thôi, 20. Đấy, 20. 30, nhẹ nhàng. Rồi, rồi, 30. Rồi, và phanh, phanh, phanh nhẹ nhàng. Đấy, phanh nhẹ nhàng như thế này. Đấy, chúng ta quen, lại làm quen lại ạ. Nên nhớ rằng thời gian luyện tập của chúng ta càng nhiều, càng dài, thì cảm nhận nó càng tốt. Và nó gọi là giờ bay đấy ạ. Lái xe không ai dám nói hay cả. Đây, lại đạp chậm, chậm, chậm. Rồi, chúng ta lại quay đầu, sinh an quay đầu. Mặc dù trong cái không gian rất là an toàn, nhưng mà cũng luôn luôn tập thói quen là bật sinh an. Đấy, quay đầu. Và khi chưa quen thì chúng ta cứ để cho nó bò như thế này thôi. Đấy. Đương nhiên khi đánh lái thì cái trợ lực lái, cái dầu trợ lực ấy nó sẽ hoạt động. Khi đấy công suất sẽ giảm và tốc độ bò nó sẽ chậm hơn. Và nên nhớ rằng chưa quen thì chúng ta hãy giả phanh. Còn bây giờ thì sau khi đã quen với tốc độ thấp rồi, chúng ta lại tăng tốc lên như thế này. Cũng 2-30 thôi. 2-30 như thế này.
230 như thế này ạ. 230 như thế này. Đáp ổn cả. Đấy. Có sao không ạ? Tiếng biết lốp này. Rồi là cục 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 vài cái này. ABS nó hoạt động thôi. Rồi phanh thôi. Không có vấn đề gì cả. Đấy, chúng ta lại tăng lên. Lại nhẹ nhàng tăng lên. À, rồi. Đấy, đáp ổn. Đấy. Thông thường những người mới lái mình nhận ra rằng là họ rất sợ những cái thay đổi đột ngột đối với cái xe, đối với cái tốc độ, đấy, đối với hướng chuyển động. Nói chung mọi thứ đều rất sợ thì chúng ta lại càng phải tăng cái thời gian luyện tập lên. Đó. Đấy, chúng ta lại có thể phối hợp giữa các cái bài tăng nhẹ như này, đạp già. Rồi sau đấy lại đạp thốc lên ạ. Rồi đạp bộp phanh cái ạ. Không có vấn đề gì cả. Càng luyện tập nhiều, chúng ta lại càng loại bỏ được cái nỗi sợ hãi. Và nên nhớ rằng, hãy duy trì xe chuyển động thẳng để làm quen với nhịp phanh và nhịp ga. Không như thế này vừa tăng vừa đánh ngay nha các bạn. Đó. Và phần tiếp theo, xin giới thiệu với các bạn là cái kỹ năng mà chúng ta làm quen với cái sự chuyển hướng của xe. Hầu hết những cái người mới tốt nghiệp, rồi những người tay lái yếu thì rất sợ các cái chuyển động của xe. Thì điều đầu tiên vẫn là thực hành lại những cái bài rất cơ bản. Để xe ở chế độ bò, chúng ta đánh lái như thế này. Đấy, trong một cái mô ôi sao này. Đấy, cứ chậm rãi thế này thôi. Không việc gì phải vội cả. Chúng ta có thể dành nửa buổi để đi đâu đấy, để đi shopping, thậm chí để ngồi nhậu. Nhưng nếu chúng ta bỏ bớt một bữa nhậu đi, bỏ bớt một buổi đi shopping đi, bỏ bớt một buổi gì đó đi, chúng ta luyện tập các kỹ năng lái xe an toàn như thế này, thì thực sự mình nghĩ rằng ít nhiều nó sẽ cũng sẽ giúp ích cho tất cả những người mới lái, hoặc tay lái yếu, hoặc những người vừa mới tốt nghiệp trường lái ra. Và trong chương trình trước mình đã có chia sẻ rồi, táo xe cỏ có chia sẻ rồi, ở mình chưa thực sự có một cái mô hình đào tạo lái xe từ ý thức tham gia giao thông, từ kỹ năng lái xe an toàn vân vân, chưa có, mà chỉ có mô hình thi cử mà thôi. Đây, thưa các bạn, hãy chuyển động nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Đấy. Và có thể, đấy, thưa các bạn, đấy. Và bây giờ, sau khi mình đã cảm thấy tự tin với cái việc chuyển động nhẹ nhàng để chế độ bò rồi, thì chúng ta có thể tăng tốc hơn ạ. Đấy, chúng ta có thể tăng tốc hơn một chút. Nên nhớ là một chút thôi nha các bạn. Cứ như thế này. Như thế này. Nếu có điều kiện hơn, các bạn có thể sắp xếp những cái hình chữ Z, hình chữ chi gì đó. Nó giống như việc khi chúng ta cua vuông góc ấy. Đấy, chúng ta như thế này. Đấy. Cứ như thế này thôi. Đó. Tất cả những cái vấn đề như thế này ạ, thì nó sẽ giúp cho việc mình cảm cái vô lăng, cảm cái chân ga, cảm cái tốc độ di chuyển, cảm cái xe, cái sự gắn kết giữa xe và mặt đường nó tốt hơn. Tất cả để tăng cái cảm xúc. Và nó cũng thực sự như một cái môn thể thao thôi. Tất cả những cú forehand hay những cú swing, cú forehand trong tennis hay những cú swing trong golf cũng vậy thôi. Nó hình thành từ luyện tập, và kỹ năng lái xe cũng vậy. Học xong chúng ta phải bay thật nhiều, phải có thời gian luyện tập, thì những cái vấn đề như vậy nó sẽ tăng cái kỹ năng lái xe của bạn hơn. Đấy, khi đã mượt rồi đúng không ạ? Đấy, mượt hơn. Chúng ta đang di chuyển ở tốc độ bao nhiêu? 20. Cũng rất nhẹ nhàng. Giả dụ có một tình huống chúng ta hơi quá vào cái coi như thế này, chúng ta đạp phanh như thế này cũng không có sao. Và thậm chí chúng ta lại tăng lên. Đó. Lại tăng lên, lại đi, lại đạp già, lại muốn dừng. Đấy. Rất nhẹ nhàng. Vâng. Và khi đã quen với tất cả các cái chuyển động của xe như thế, chúng ta có thể đẩy tốc độ cao hơn. Đấy, các bạn có thể đẩy tốc độ cao hơn. Đây, không cao quá nha các bạn. Và nên nhớ rằng trong tình huống khẩn cấp, hãy giật phanh tay điện tử. Hãy giật phanh tay điện tử. Phanh tay này có tác dụng như một cái phanh bình thường, cái phanh nắm bình thường. Và khi giật xong, hệ thống phanh sẽ tự động kích hoạt. Chữ P hiển thị trên màn hình. Và các bạn yên tâm luôn xe. Nhớ nhá, hãy luôn luôn giật phanh điện tử nếu trường hợp gì đó xảy ra. Đấy, và sau đấy chúng ta lại đạp đi tiếp. Không có vấn đề gì cả. Từ những các cái vấn đề, những cái bài luyện tập rất rất đơn giản như thế này, thì
thì chúng ta sẽ có được những cái cảm nhận tốt hơn. Chúng ta tăng thời gian luyện tập nhiều hơn thì cảm nhận càng tốt hơn. Và khi đó cái việc điều khiển xe nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Hãy dành thời gian luyện tập nha các bạn. Mình nghĩ là rất nên, chúng ta dành thời gian học rất nhiều thứ, chơi rất nhiều thứ. Nhưng lái xe có thể đôi khi chúng ta nghĩ nó đơn giản. Còn rất nhiều cái bài nâng cao thì chúng tôi sẽ xin giới thiệu sau. Và sau khi chúng ta đã quen với cái vấn đề về chuyển động ở các cái góc lái đánh như thế này, thì chúng ta có thể dùng một cái coi và đánh hết lái như thế này ạ. Rồi, hãy để xe tự bò nhá. Đấy, bởi vì hết lái cho nên là trợ lực nó phải làm việc nhiều, cho nên là cái công suất nó tổn hao, cho nên là tốc độ nó sẽ chậm hơn. Thì chúng ta sẽ có thể điểm gà đây. Thông thường những người mới lái thì sẽ rất sợ những cái chuyển động tròn như thế này. Đấy, nếu mà quen thì chúng ta có thể quay vòng như thế này, không sao cả đấy. Chậm thôi, cứ chậm thôi. Nhẹ nhàng thôi, vài vòng thôi. Rồi là thậm chí lại quay ngược lại. Đó, lại quay vòng tròn ở cái vòng tròn trên như thế này. Để chúng ta quen với cái việc mà chuyển động của các hướng của xe đi. Không có ngại gì cả, không có sợ một cái gì cả. Đấy, chúng ta lại quay ngược lại như thế này. Và thậm chí chúng ta có thể xếp lại các cái hình để chúng ta đánh lái liên tục như thế này ạ. Đấy, chúng ta có thể đi như thế này. Cứ như thế này. Và khi mà đã dẻo rồi thì thưa các bạn có thể múa được chiếc vô lăng luôn. Mình thực sự là vậy luôn. Chỉ trong vòng một buổi thôi. Thực sự mà nói với các bạn là có những người khi mà Hùng chia sẻ những cái vấn đề như thế này, đã hướng dẫn trực tiếp, thì đúng là chỉ sau đôi tiếng thôi, sau đôi tiếng cảm nhận hoàn toàn khác. Và không bao giờ ngại những cú đạp như thế này ạ. Đấy, không bao giờ luôn. Thông thường đối với người mới lái, lùi nó sẽ rất là khó. Thì với một cái xa hình như mình vừa lái, tất cả các coi nó đi theo một cái đường thẳng, chúng tôi hay gọi là slalom ấy ạ. Thì bây giờ chúng ta có thể thực hiện bài tập vừa quan sát vừa lùi. Đấy, các bạn hãy đầu tiên bao giờ cũng thực hiện với tốc độ rất chậm nhé. Với xe số tự động chúng ta luôn ở cái tốc độ rất chậm. Chế độ bò của số tự động này, hãy luôn luôn bàn đặt chân phải, dùng chân phải để kiểm soát bàn đạp phanh, nó sẽ tự chuyển động. Tỷ số truyền của cái số lùi bao giờ nó cũng lớn. Thế cho nên cái tốc độ di chuyển là các bạn sẽ phải nhìn, sẽ phải quen với cái việc lùi như thế này, vừa quan sát gương này đúng không ạ? Đấy. Bài lùi là bài thực sự là rất là khó. Đấy. Trong một cái không gian vừa phải như thế này, nếu có vấn đề gì, chúng ta bàn đạp phanh ngay lập tức và đồng thời giật phanh tay. Trường hợp bàn đạp phanh này có vấn đề gì, chúng ta sẵn sàng giật phanh tay, không có vấn đề gì cả. Người ngồi bên cạnh hỗ trợ chúng ta cũng vậy, đừng ngại nha các bạn. Rồi bây giờ lùi tiếp. Đấy, cứ nhẹ nhàng như thế này. Đấy, khi khuất coi này, chúng ta lại xuất hiện bên gương như thế này. Không hề khó. Khó một chút lúc đầu thôi, nhưng sau đấy mọi chuyện đều rất đơn giản. Với những cái xe có camera lùi bây giờ, rồi thậm chí camera 360, việc luyện tập lại càng đơn giản hơn. Nhưng trước khi có những cái hệ thống hỗ trợ như vậy thì chúng ta hãy hình dung là chưa có cái gì hỗ trợ đi, để nâng cao kỹ năng lái. Đó. Không hề khó đúng không ạ? Không hề khó một chút nào. Thậm chí khi quen rồi chúng ta có thể lùi một cách nhanh hơn. Thậm chí có thể thi lùi cũng được. Thời gian luyện tập càng nhiều thì các bạn càng có thêm những cái cảm giác lái rất là tốt. Bây giờ thì để quen với cái cảm giác lùi nữa, thì chúng ta lại thực hiện tiếp một cái bài tiếp theo. Cũng vậy, tiến lùi thì cũng là chuyển động thẳng mà thôi. Đây, chúng ta có thể lùi lại như thế này. Đó, lại lùi. Quan sát hai gương, lùi thẳng. Hết lùi xiên rồi chúng ta lại lùi thẳng. Đó, lùi thẳng. Đấy. Và đạp phanh đột ngột. Mọi người đừng sợ nhé. Đừng sợ đạp phanh đột ngột. Không có vấn đề gì cả. Tình huống khẩn cấp chúng ta hãy đạp phanh. Đó. Rồi lại chuyển động nhẹ như thế này. Quan sát. Quan sát. Quan sát. Quan sát. Quan sát. Phanh. Quan sát. Quan sát. Quan sát. Thoải mái. Hãy thoải mái. Hãy thả lỏng cơ thể. Đừng bao giờ cứ phải cứng như này. Ngồi lái như thế này nhé. Đấy. Rồi lại giả phanh nhẹ nhàng. Nó rất đơn giản thôi, nó chỉ có 3 cái nguyên lý thôi. 3 nguyên lý. Phanh ga và các chế độ già hay chế độ đạp ngặt thôi đấy.
Vâng, thưa các bạn, trên đây là những các cái kinh nghiệm của mình thôi, đúc kết từ bản thân. Thì nó cũng chỉ là những cái kinh nghiệm, còn thực sự vẫn phải khẳng định một điều rằng lái xe không bao giờ dám nói hay cả. Vì vậy, nếu như các bạn, nếu như anh em, nếu như quý vị có tất cả những cái kinh nghiệm gì, có những cái tip gì, có những cái kỹ năng gì, thì xin vui lòng hãy chia sẻ với chúng tôi để chúng tôi tiếp tục thực hiện những cái nội dung chương trình mới để giúp cho chúng ta có thể phát triển được một cái cộng đồng lái xe thực sự là an toàn. Và thay cho lời tạm biệt, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.